Đây là website âm thanh thủ đô.com, là nơi chuyên cung cấp các hệ thống âm thanh chuyên dụng như là karaoke, âm thanh sân khấu, hội trường, âm thanh hội thảo, phòng họp. Chào mừng quý vị. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Lexo PS12. Nay chúng tôi đóng một lô hàng khá nhiều. Nhưng tiện thể giới thiệu các bác luôn. Đây là sản phẩm nhập Trung Quốc nhé. Đây là dòng loa chuyên karaoke, loa hội trường. Đây. Với thiết kế dạng loa đứng này. Này chuyên sử dụng trong karaoke, các phòng karaoke nhé, chuyên nghiệp nhé, chứ gia đình ít dùng ngoài này. Trên này đây là các cái móc, cái lỗ vít đây để treo lên tường đây. Như các dòng loa đứng khác thì nó là loa hai đường tiếng, loa bass 30 đánh rất là chắc và khỏe. Sản phẩm này có mức giá khá tốt, quý vị có thể sử dụng cho các phòng karaoke kinh doanh hoặc là các dòng các phòng hội trường, hội nghị. Đây mặt sau của nó đây, nó sử dụng cổng cái lối là lưu trích. Đây Lexo PS12 thiết kế khá gọn. Ở đây này, nó có cái cạnh này nó chéo đi, góc bên này nó chéo đi để làm gì? Ôi, có GK ở đây nữa, là để sử dụng trong các sân khấu, các hội trường, làm loa kiểm âm, làm loa monitor. Bởi vì chất âm của nó có độ chính xác cao, giải nhẹ âm rộng, rất thích hợp để nghe nhạc, hát karaoke. Đây, đi tiên đây. Ở ngoài đóng bằng gỗ chắc chắn, bọc nhựa. Đây, sở đây. Để nghe chất gỗ. Gia công cứng cáp chắc chắn. Đằng trước thì trang bị hẳn lưới. Bên ngoài nó là bằng kim loại. Bên trong rồi e căng. Đây sản phẩm tôi chuẩn bị mang đi đóng hàng rất nhiều. Quý vị vừa nghe chất âm con Lexo PS12 này. Nghe dòng bolero thực ra nó không phù hợp lắm, bởi vì con này chuyên dành cho các dòng nhạc hiện đại mà, đánh bass và tiếng bass nó cực kỳ chắc. Riêng bolero thiên về test hơn, nên là nó không thể hiện được hết sức mạnh của con này. Nhưng mà thôi, nghe nó cũng ok, vẫn đủ sức để sử dụng cho tất cả trường hợp khác nhau. Âm thanh các giải tiếng tách bạch rõ ràng. Riêng về sản phẩm âm thanh tại Lạc Việt Audio ấy, chúng tôi ấy, thì sản phẩm trước khi được gửi cho khách hàng ở xa ấy, sẽ được kiểm tra test kỹ càng, sau đó mới đóng gói cẩn thận một lớp ni lông và hai lớp xốp để đảm bảo tránh hư hại nhất. Cho vào đây tôi không cần phải không thế đâu.
Cho cho cái vỏ cho nó dễ. Quý khách ở xa có thể đặt hàng chúng tôi qua số điện thoại và email. Sau khi tư vấn cho và xác nhận đặt hàng thì tôi sẽ kiểm tra kỹ sản phẩm, sau đó gửi cho bác bằng xe khách. Chi phí thì vận chuyển thì tính tùy theo khoảng cách và loại hình. Gracias.